Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog Quyền Năm Thắng com, và ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với chuyên mục Postcard Crypto Talk. Thì chúng ta nói về Remitano. Thế thì chúng ta đã bước vào những cái ngày tháng gần như là cuối cùng của quý 2, và thực sự là quý 2 nó chưa kết thúc nhưng mà Remitano đã đưa ra được rất nhiều những cái thông tin nó khá là vui cho cái dự án, và đặc biệt là chúng ta nói nhiều hơn về cái DApp Garden. Thì đối với cái dự án Remitano trong những ngày trở lại đây á, thì nó đưa ra một số những thông tin khá là hữu ích. Thứ nhất là về cái native wallet này, thì chúng ta đã có được cái phiên bản của Android. Hiện tại bản iOS thì nó đang được phát triển nên nó chưa xong, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng cài đặt và tải phiên bản Android Demon Wallet về ví của mình để chúng ta có thể quản lý được các cái số tiền chúng ta nắm giữ từ từ sàn giao dịch. Chúng ta gửi lên trên cái ví Demon để chúng ta có thể staking nhá. Thì thay vì chúng ta sử dụng điện máy tính chúng ta kiểm tra hàng ngày, thì chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp ngay trên cái điện thoại của mình rồi. Và chắc chắn rồi, cái ví Demon Wallet bản mobile này thì nó sẽ tích hợp trực tiếp đối với cái Nemo Swap. Thì với cái Nemo Swap thì sau này người ta sẽ tích hợp thêm những cái tính năng liên quan đến nạp rút trực tiếp bằng Việt Nam đồng hoặc bằng tiền nội tệ của từng quốc gia khác nhau. Thì như vậy chúng ta sẽ đạt được cái tiêu chí về cái Demon Native Wallet, và thứ hai là Escrow Service for Fiat, tức là chuyển đổi giao dịch từ tiền điện tử sang tiền fiat. Thì rõ ràng cái điều này nó có thể khả thi, và đặc biệt là trong những cái bộ luật mới ra mắt ấy, thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề KYC là điều quan trọng. Thì cái này nó chỉ cần tích hợp tính năng trực tiếp từ sàn với Metano về là được thôi, chứ không có gì cả. Và cái thông tin thứ hai mà Thắng muốn chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn đó là về cái DApp Garden. Thì đối với DApp Garden á, thì cái phát triển của nó đầu tiên bằng một cái thông báo rất chi là thú vị. Đó chính là việc là nó sẽ làm đơn giản hóa cái việc tạo ra được một cái token tiện ích rất chi là đơn giản. Đây là cái ứng dụng, đây là cái trang web chính thức của Remitano DApp Garden này. Thì chúng ta có thể thấy rằng họ đã cho chúng ta tạo ra được một cái đồng token cho chính bản thân mình bằng cách chúng ta kết nối cái ví Demon Wallet của chúng ta ở trên cái ví, ở đây Thắng sử dụng là ở trên cái Google Chrome, thì Thắng có thể kết nối với cái ví Demon Wallet ở trên này. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng để kết nối trực tiếp bằng điện thoại của chúng ta cũng được. Đấy, thì bằng cách chúng ta tạo ra cái token của chúng ta có thể điền tên cái token chúng ta, ở đây chúng ta điền cái mã ký hiệu, còn nó sẽ chạy trên cái chuỗi Dynet. Thì các bạn tưởng tượng như là đồng Shiba Inu cũng thế, nó là cái token chạy trên nền tảng của Ethereum, hay là một số các cái token khác, nó chạy trên nền tảng ví dụ như Chainlink thì nó chạy trên của Ethereum chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì có rất nhiều các cái token chạy trên nền tảng của BNB, Solana, Avalanche, vân vân. Thì Rinet cũng vậy, họ đang muốn phát triển cái DApp Garden nhiều hơn những cái token, những cái tiện ích. Tất nhiên là quan trọng nhất là nó phải có giá trị, chứ không phải là chúng ta tạo ra một cái token thì là nó là tạo ra một cái hệ sinh thái. Vì cái token tiện ích nó không giải quyết được cái bài toán gì cả thì nó cũng không có giá trị gì hết. Thì chúng ta có thể upload logo, chúng ta đưa website hoặc cái dự án chúng ta lên, chúng ta mô tả về dự án. Tiếp theo đó là chúng ta điền những cái thông tin quan trọng, ví dụ như là tối đa những số 0 nó có thể có là bao nhiêu này, 9 số 0 này là kết thúc này, rồi tổng cung của chúng ta ban đầu có bao nhiêu. Ví dụ đây là người ta ghi là 100 triệu mặc định, ở đâu đây là 1 triệu mặc định. Cái đồng coin, đồng token này á, thì bạn có thể có hai quyền lựa chọn. Một là bạn có thể in thêm được nó, nếu bạn tích vào cái nút này, tức là sau này đồng coin này nó sẽ có cơ chế lạm phát. Và tiếp theo là nó có cái cơ chế nữa là cơ chế bớt đốt để là giảm phát. Thì cái này thực ra nếu mà chúng ta không có dành thì thôi cũng đừng quan tâm, thì chúng ta chỉ tìm hiểu thêm những cái thông tin về việc tạo token thôi. Thì cái tính năng có thể đốt thì nó đã ẩn đi, còn tính năng có thể in thêm thì nó đã vẫn mở lên, thì có thể bật tắt. Sau khi chúng ta làm xong thì ta sẽ phải điền cái ví Demon Wallet của chúng ta, đây chính là cái ví ở trên này. Đó, chúng ta điền nó vô thì chúng ta nút finish, chúng ta thanh toán tiền thôi. Sau khi thanh toán xong thì là chúng ta mất phí đó 0,0035, rất là ít thôi, rất là nhỏ. Thì đợi sau khi thằng tạo thử một cái token thì đây, thằng đã tạo xong. Thì đây là cái mã
token address đó, và cái tổng cung của cái coin thắng tạo ra nó là 1 triệu đồng này thôi. Thì đây, khi mà thắng vô sau một thời gian xét duyệt ấy, thì đây chính là cái đồng token của thắng. Token này nó có tên là Block Nguyễn Đàm Thắng và tổng cung của nó là 1 triệu đó. Thì khi bạn tạo ra một cái token như này thì cái token của bạn nó đã tồn tại, thế nhưng mà vì nó chưa có thanh khoản nên là nhìn các bạn thấy là nó không có giá trị. Thì chúng ta muốn thêm thanh khoản thì cũng không có gì khó cả, chúng ta vào cái Nemo Swap đây, chúng ta kết nối ví của chúng ta vô. Đây chúng ta làm thằng nào mọi người xem nhé, đây kết nối ví này. Thì khi kết nối ví xong rồi thì chúng ta ấn vào cái nút Create Pool rồi ha. Thì bây giờ bạn muốn thêm thanh khoản theo cái cặp giao dịch là Block Nguyễn Đăng Thắng.com ạ, cái ký tự của nó là BNNT, vào cái đồng stable coin là RE USD, thì chúng ta đơn giản thôi, nó chỉ cần copy cái address này. Chúng ta vô đây, chúng ta xóa cái này đi, chúng ta thêm vào. Thì đây chính là cái token của chúng ta này. Chúng ta thêm thanh khoản, ví dụ cái giá ban đầu bạn muốn là 0,5 đô la cho một token thì bạn ấn nút thêm. Thì khi bạn ấn thêm thì bạn sẽ phải trả một cái phí giao dịch cho cái việc này, thì nó tùy từng lúc ấy, có lúc nó 0.07 là vân vân. Thì chúng ta có thể tạo, thì sau khi các bạn tạo xong thì bạn muốn thêm thanh khoản cho cái này thì bạn phải ấn vào cái deposit ở đây. Thì khi bạn deposit vào đây thì bạn sẽ thêm cái đồng Remitano với cái đồng USD của bạn vào đây cho nó tương xứng. Khi bạn tạo ra được cái thanh khoản cho cái này thì nó sẽ tự động kết nối vào cái đồng coin của bạn thôi. Thì cái đồng coin của bạn nó sẽ có giá trị ha. Thì cũng có thể trong tương lai Thắng sẽ sử dụng cái token này để làm một cái gì đó liên quan đến cái hệ sinh thái, đến cái block Nguyễn Đăng Thắng. Ví dụ như là bạn nắm giữ cái token này, bạn sẽ có thể mua một số những cái sản phẩm ở trên block chẳng hạn. Hoặc bạn có thể đổi cái token này lấy cái mã giảm giá bao nhiêu phần trăm khi mua cái khóa học ở trên block Nguyễn Đăng Thắng.com, ví dụ vậy. Thắng có thể làm cái điều đó nếu như Thắng muốn. Ở thời điểm hiện tại thì chưa có cái ý tưởng gì cụ thể cho cái việc này cả, thế nhưng mà mình có thể tham khảo qua. Các bạn, cô chú anh chị của bạn có thể tham khảo qua cái điều này. Thì đấy là cái cách Thắng đang cố gắng làm sao số hóa được cái thông tin. Sau này chúng ta rồi trong tương lai chúng ta cũng sẽ ít dùng tiền mặt hơn, chúng ta dùng nhiều nhiều tiền điện tử hơn, có thể cái điều này sẽ xảy ra trước. Sau này những cái ví ở trên Zalo hay là Momo hay nó cũng tích hợp như vậy thì sao. Thì đấy là cái câu chuyện chúng ta có thể ngồi để chia sẻ với nhau về Remitano. Thì đây là hai cái tín hiệu rất là tích cực, còn họ chưa công bố cái roadmap vào trong quý 3, cho nên là chúng ta cũng chưa biết chính xác được cái điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thì nếu như chúng ta vẫn còn ở đây với nhau, chúng ta vẫn còn follow và subscribe kênh YouTube Sếp Mua News Today, thì Thắng vẫn luôn đồng hành cùng với cô chú anh chị các bạn để chia sẻ thêm những thông tin về cái điều đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo, và đừng quên nút like, share cũng là subscribe kênh YouTube nếu như bạn là người mới tham gia phần đầu tiên chúng ta biết tới những cái thông tin về Remitano. Và có một cái điều nữa là Thắng cũng có một cái phần playlist về Remitano, thì chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo những cái thông tin. Và hiện tại nếu như các bạn lần đầu tiên đăng ký tài khoản ở trên Remitano, bạn hoàn toàn có thể kiếm được cái token Remitano miễn phí bằng cách tham gia những cái khóa học đáp án thấu hiểu yêu thương kiến tạo an vui. Thắng đã chia sẻ những cái đáp án ở trên này, thì nó chia ra làm rất là nhiều phần. Ở đây có hai bài mới nhất Thắng làm, và trên đây cũng có một số những cái bài học này nữa. Tổng cộng chúng ta có đâu đó khoảng 7 bài học, thì chúng ta sẽ nhận được đâu đó khoảng tầm 1,5 đồng Relax. Thì hiện tại cái đồng Relax này nó chưa có giá trị gì nhiều, nhưng mà hiện trong tương lai với cái tổng cung của nó rất là thấp, chỉ có khoảng đâu đó là hơn 70 triệu, và tính lạm phát 5% một năm, thì nếu như hệ sinh thái của nó thành công và người ta đổ vốn nhiều vô, họ có thể có nhiều cái gọi vốn từ nhiều các cái nhà đầu tư mạo hiểm, thì cái vốn hóa của Remitano nó tăng lên, và chắc chắn là cái giá trị của đồng Remitano sẽ tăng lên và nó không dừng lại ở mức 1 đô đâu. Thì 1 đô thì cũng là tiền mà, đúng không ạ? Thì đây là cái mà chúng ta nhận được những thứ rất là miễn phí, nhưng mà chúng ta lại có được cái giá trị vô cùng to lớn. Điều đó là cái điều cực kỳ là tuyệt vời. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái podcast tiếp theo. Xin chào.